Thưa quý vị và các bạn, huyện Krông Búc là huyện có đông đồng bào tôn giáo. Toàn huyện hiện có 4 tôn giáo với 16.323 tín đồ, chiếm 24% dân số của huyện. Nhiều năm qua, huyện Krông Búc luôn giữ vững sự ổn định về an ninh tôn giáo. Các cấp ủy chính quyền mặt trận và đoàn thể ở Krông Búc luôn quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ đối với hoạt động của các tôn giáo, xây dựng được mối quan hệ hòa hợp với các tôn giáo, phát huy mạnh mẽ vai trò của tôn giáo trong xây dựng và phát triển địa phương. Hiện nay trên địa bàn huyện Krông Búc có 4 tôn giáo với 16.323 tín đồ, trong đó Phật giáo 3.630 tín đồ, Công giáo 5.603 tín đồ, Tin lành 6.995 tín đồ, Cao đài 95 tín đồ, chiếm gần 24% dân số của huyện. Tín đồ là người dân tộc thiểu số có trên 6.300 người, có 13 cơ sở chính thức, 22 điểm nhóm, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Toàn huyện có 228 chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ đang sinh hoạt tại các cơ sở tôn giáo. Toàn huyện có 45 đảng viên là tín đồ tôn giáo và 44 người là lực lượng cốt cán, tín đồ các tôn giáo. Cụ thể, Phật giáo 19 đảng viên, Công giáo 17 đảng viên, Tin lành 8 đảng viên. Nhìn chung, tình hình hoạt động và sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua cơ bản ổn định. Đại đa số các chức sắc, chức việc, tín đồ tuân thủ pháp luật theo đúng hiến chương, giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện tốt nhiệm vụ công dân ở địa phương. Trong việc thực hiện chính sách đối với đồng bào các tôn giáo, các cấp chính quyền huyện Krông Búc luôn quan tâm tạo điều kiện để chức sắc tín đồ tôn giáo được thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quan tâm thăm hỏi động viên, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp các lễ trọng đại. Các nhu cầu về đất đai, cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo được quan tâm tạo điều kiện. Sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương đã góp phần cho hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản diễn ra thuần túy, tuân thủ pháp luật. Giáo hội các tôn giáo thường xuyên phối hợp hướng dẫn, vận động các chức sắc tín đồ thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như tham gia có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua thì cũng luôn luôn đồng hành cùng mặt trận tổ chức giống như là chống dịch COVID-19 cũng như vận động bà con luôn luôn ủng hộ và tham gia cùng nhà nước để chia sẻ những cái vùng bị cách ly để đem đến an lạc cho mọi người, luôn luôn đoàn kết các bà con Phật tử trong huyện nhà và thực hiện tốt cái phương châm là tốt đời để đẹp đạo để đem lợi ích đến cho cộng đồng. Với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền, số lượng chức sắc và nhà tu hành, tín đồ cũng như các cơ sở tôn giáo có sự gia tăng đáng kể. Các cơ sở thờ tự của tôn giáo được nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới ngày càng nhiều. Các nhu cầu hợp pháp, chính đáng của cá nhân, tổ chức tôn giáo được giải quyết, từ đó giúp củng cố niềm tin của tôn giáo với cấp ủy chính quyền. Tôi thành thật là cảm ơn Đảng và cảm ơn nhà nước tạo điều kiện cho chi hội của chúng tôi công nhận điểm nhóm năm 2005. Từ đó đến bây giờ, nhà nước bên xã và bên thị trấn rất quan tâm về kinh tế. Chúng tôi thì cũng rất cảm ơn Đảng và cảm ơn nhà nước, tại vì dưới sự cho phép công nhân một chi hội, tôi thay mặt quan nhiệm ở đây, ngoài giảng dạy về cách nghĩa lời kinh thánh, còn giúp đồng bào hướng dẫn về kinh tế. Hiện giờ thì đồng bào thì có nhiều nhà đỡ một phần nào xóa nghèo, giảm nghèo. Với tinh thần từ bi lợi người, lợi mình, tri ân và báo ân của Phật giáo cũng như Công giáo, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, đồng bào có đạo luôn chia sẻ đồng hành cùng hệ thống chính trị trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đây là hoạt động nổi bật ở huyện Krông Búc được dư luận xã hội đánh giá cao.
đồng bào các tôn giáo trong huyện đã tích cực thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau bằng nhiều hình thức thiết thực. Có thể thấy những năm qua, sự phát triển của quê hương Krông Búc luôn có sự đóng góp rất lớn của các tôn giáo, trong đó vai trò cầu nối của Mặt trận Tổ quốc huyện và các xã thị trấn là rất quan trọng. Tin rằng trong thời gian tới, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục có những đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.